Đến với triển lãm ô tô Việt Nam năm nay, Toyota đã trưng bày 3 mẫu xe đột phá bao gồm Innova 2016, Fortuner 2017 và Hilux mới 2016. Cùng hai mẫu xe sedan luôn nằm trong danh sách những mẫu xe được ưa chuộng nhất trên thế giới, bao gồm Vios mới 2016 và Corolla Altis 2016. Đặc biệt với xu hướng chuyển động tương lai hướng tới công nghệ thân thiện với môi trường, Toyota tiếp tục mang đến mẫu xe hybrid Prius 2017. Đến với gian hàng của Toyota, khách hàng được chiêm ngưỡng Fortuner, một trong số những mẫu xe thành công nhất trong loạt xe thuộc dự án xe đa dụng toàn cầu của Toyota. Fortuner 2017 được nâng cấp toàn diện so với phiên bản hiện tại, với các tính năng cao cấp như đèn pha dạng bi LED, thiết kế vành sang trọng 18 inch, cụm đèn sau dạng LED, cửa sau chỉnh điện. Fortuner 2017 mang một diện mạo sang trọng và bắt mắt hơn. Ngoài ra, thiết kế nội thất với ghế da cao cấp, hệ thống mở khóa và khởi động thông minh, hệ thống DVD cảm ứng cao cấp mang đến cho người sử dụng một không gian tiện nghi thoải mái. Fortuner 2017 phiên bản cao nhất được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC VVT-i, dung tích 2.7 lít, công suất cực đại đạt 164 mã lực. Ngoài ra, Fortuner 2017 được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại như hệ thống ổn định thân xe VSC, hệ thống khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc, 7 túi khí, hệ thống kiểm soát tốc độ Cruise Control, khung xe GOA cứng cáp hơn và camera lùi. Cùng với Fortuner, Innova cũng là một trong những mẫu xe chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong cùng phân khúc thị trường và luôn nằm trong top danh sách những chiếc xe có doanh số bán cao nhất trên thị trường ô tô Việt Nam, khi chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016, đã có 7.602 xe Innova đã được giao đến tay khách hàng.